Trong cái dòng tranh Giang Đông Hồ thì nó có một số bức vẽ về cái chủ đề con rồng, đó là những bức tranh lễ hội múa rồng hay ta gọi là rước rồng, thì đó là cái tranh mà được các cụ nghệ nhân vẽ ngày xưa. Trong cái bức tranh múa rồng của cái dòng tranh Giang Đông Hồ thì nó có một cái chữ là nghênh long, chúng ta dịch nó là rước rồng. Rước rồng trong lễ hội rước rồng thì ngày xưa các cụ dùng là rước rồng, nhưng sau này thì chúng ta đổi là múa rồng. Thì thực ra rước rồng nó cũng hoàn toàn đúng, thì nó thể hiện một cái sự kính trọng hơn. Thế bên cạnh cái bức hai chữ đó thì nó có một cái bức tức là tĩnh túc, tức là có nghĩa là nghiêm kính, thể hiện cái sự rất trang nghiêm và kính trọng. Đấy. Có cái bức tranh hồi tị, có hai chữ là hồi tị tức là tránh ra. Tránh ra thì trong cái đoàn rước rồng đi đâu thì mọi người xem sẽ phải lùi, hồi tị tức là lùi ra, tránh ra để cho đoàn rước đi. Thì nó có những ý nghĩa như vậy. Hay là có một cái hai chữ nó là hà, hà thanh tức là hồ trong, sông trong. Hà đây có thể là sông, là hồ. Thì nó có nghĩa như vậy. Thì nó thể hiện một cái lễ hội rước rồng nó rất là mang một cái sự tinh khiết và trang nghiêm như vậy. Ở bên cạnh cái bức tranh rước rồng thì có một bức tranh cũng chuột múa rồng. Thì các cụ ở đây là dùng hình tượng con chuột để nói về con người, vẽ về con người. Thì với những nội dung của cái bức tranh này thì chủ yếu là nói về cuộc sống sung túc no đủ và yêu chuộng hòa bình của con người. Có cuộc sống đầy đủ, có yên bình thì có lễ hội. Thì ở đây là lễ hội truyền thống của các vùng quê, lễ hội múa rồng để nói về những ước mơ và mong muốn những điều tốt đẹp đến cho mọi người. Thì ở đây thì con rồng thì nó là một con vật không có thật mà do con người chúng ta tưởng tượng ra nó. Chính vì vậy mà qua mỗi thời kỳ thì hoặc là qua mỗi một tay các mẫu rồng cũng có sự khác biệt đôi chút, nhưng nhìn chung tổng thể nó giống nhau. Thì con rồng nó được vẽ và nó xuất hiện thì theo quan niệm dân gian thì nó có thể hiện cho cái sự may mắn, một sự thịnh vượng phát đạt. Chính vì vậy mà con rồng nó xuất hiện là nó mang những điều tốt, điều lành cho mọi người.